Ma Đạo Tổ Sư Chương 16 Nhã Tao Lục Giọng đọc Bá Tiến Vì đề phòng lão bảo thủ và tiểu bảo thủ họ Lam đột kích trong đêm Lôi hắn xuống giường rồi kéo đi trường trì Ngụy vũ tiện ôm thanh kiếm kia mà ngủ Nào ngờ đêm nay không những gió êm sóng lặng Mà đến ngày thứ hai Nhiếp hoài tang lại còn hết sức vui mừng đến tìm hắn ngụy huynh huynh thiệt là số đỏ phù đầu nha lão đầu tuổi kia tối qua đã đi thạch hà dự hội thanh đàm của nhà ta rồi mấy hôm này chẳng cần nghe đọc cũng chẳng phải hỏi phải thụ giáo làm gì cả bớt đi lão kia con thừa lại nhỏ này không khó đối phó ngụy vô tiện trở mình bò dậy, vừa mang ủng vừa mừng rỡ thiệt là số đỏ phù đầu mây lành che đỉnh, trời cũng giúp ta mà. Giang Trừng ở bên, chuyên tâm lau kiếm, gội nước lành. Cho lão về, người cũng vẫn chạy, không thoát trận phạt đó đâu. Ngụy Vô Tiện nói, lúc còn sống, ai lại đi quan tâm tới mấy cái chuyện này chứ? Phóng túng được ngày nào thì hai ngày đó thôi. Đi, ta không tin, trên ngọn núi này của nhà họ Lam kia lại không tìm được con gà rừng hay thú hoang nào. Ba người vai kề vai đi ngang qua nhã thấp tiếp khách của vân thất bân chi sứ ngụy vô tiện bỗng nhiên ồ một tiếng dừng chân lại ngạc nhiên nói hai tên tiểu bảo lam chạm có vài người bước ra khỏi nhã thất trước mặt dẫn đầu là hai thiếu niên tướng mạo như băng ngọc trong phục cũng một màu trắng như tuyết đến cả tua rua của thanh kiếm sau lưng cũng đong đưa theo gió y hệt nhau chỉ riêng có khí chất và vẻ mặt là khác nhiều mà thôi Ngụy vô tiện nhận ra ngay, tên nghiêm mặt là Lam Vong Cơ, kẻ ôn hòa, tất nhiên là một vị khác trong Lam Thị Song Bích, Trạch Vu Quân, Lam Hy Thần. Lam Vong Cơ trông thấy Ngụy vô tiện nhíu mày, gần như là hung tợn, Lừa hắn một cái, rồi dường như sợ mình nhìn thêm một khắc sẽ bị dây bẩn rời mắt, nhìn về phương xa. Lam Hy Thần thì lại cười nói, hai vị là Giang Trừng tỏ lễ nói. Vân Mộng Giang Văn Ngẫm ngụy vô tiện cũng lễ vân mộng ngụy vô tiện lam hy thần đáp lễ nhiếp hoài tàng giọng như mới kêu hy thần ca ga lam hy thần nói hoài tàng trước đó không lâu ta đến thanh hà đại ca ngươi còn hỏi ngươi học tập sao rồi thế nào năm nay có thể qua không nhiếp hoài tàng nói đại để là có thể gã như dưa héo được xương nhìn về phía ngụy vô tiện cầu viện ngụy vô tiện cười hì hì Trạch Vũ Quân, các người định làm gì với ta bây giờ? Lai Mi Thần nói, Trừ thủy trúy, không đủ nhân lực, trở về tìm vong cơ. Lam vong cơ lạnh lùng thốt. Huynh trưởng hạt tất nhiều lời, việc này không nên chậm chế, lên đường ngay từ bây giờ thôi. Ngụy vô tiện vội hỏi. Từ từ, từ từ, bắt thủy quỷ, ta biết nha, trạch vũ quân dẫn tụi này theo được không? Lam mi thần cười không nói, Lam vong cơ không học quy củ ngụy bô tiện nói tiếp có gì mà không học quy củ chứ chúng tôi ở vân mộng thường hay bắt quỷ thủy lắm hơn nữa mấy ngày này lại đâu cần nghe học vân mộng nhiều hồ nhiều nước sinh ra nhiều thủy túy người nhà họ giang thật sự nắm chắc việc này giang trùng cũng có tâm bù đắp mặt mũi mà vân mộng giang thị ném mất trước mặt lam ra nói không sai trạch vũ quân chúng tôi nhất định có thể giúp đỡ được không cần. Cô Tô Lam Thị cũng... Lam Phong Cơ còn chưa dứt lời. Lam mi Thần đã cười nói. Cũng được. Vậy cảm ơn. Chuẩn bị chút rồi lên đường thôi. Hoài tang có thể đi cùng chứ? Nhiếp Hoài tang tuy muốn đi theo tham gia trò vui. Nhưng đụng phải ánh mắt của Lam mi Thần liền nhớ tới đại ca của mình. Lam Hoàng sợ. Không dám ham chơi. Nói. Ta không đi đâu. Ta trở về ôn tập. Làm màu như thế, hy vọng lần sau Lam Y Thần có thể nói vài câu hay ho trước mặt đại ca gã. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì lại trở về phòng chuẩn bị. Lam Vong Cơ dõi theo bóng lưng của hai người bọn hắn, nhíu mày không nói. Sao huynh trưởng lại dẫn bọn họ theo? Trừ ma không phải chuyện cười dẫn đùa đâu nha. Lam Y Thần nói, thủ đồ và con trai độc nhất của Giang Tông Chủ ở à Vân Mộng thường có tiếng lành, không nhất định chỉ biết cười đùa dẫn hớt đâu. Lam Mông Cơ không ý kiến gì nữa, mà lại đầy vẻ không dám gật bừa. Lam Y Thần lại hỏi. Hơn nữa, người cũng đâu phải không muốn cho hắn đi. Lam Mông Cơ ngạc nhiên. Lam Y Thần nói. Ta nhìn vẻ mặt của ngươi, rất giống muốn cho đại đệ tử của Giang Tông Chủ đi cùng. Vì lẽ đó nên ta mới đồng ý. Trước nhã thất, im lặng như đóng băng. Mấy tên môn sinh ở bên thẩm nghĩ. Thiệt là vĩnh viễn cũng chẳng biết trạch vu quân rút cuộc làm thế nào mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Lam Nhị Công Tử nữa. Quả nhiên là huynh đệ ruột mà. Một hồi sau, Lam Vong Cơ mới ra nan nói, tuyệt đối không có chuyện này. Y còn muốn thanh minh, Ngụy Vũ Tiền với Giang Trừng đã thần tốc đeo kiếm lại đây. Lam Vong Cơ đành phải ngậm miệng không nói. Đoàn người ngự kiếm xuất phát. Trấn nơi thủy quỷ, quỷ, quấy phá tên là Thải Y, cách vân thâm bất chi xứ hơn 12 dặm. Thải y trấn có đường thủy nối liền Không biết là do hệ thống sông ngoài dày đặc Hay là nhà dân đông đúc Ở đôi bờ đường thủy Mà trong tòa thành nhỏ này Giống như một mạng nhện vậy Đường trắng ngói xám Trong cơn sông động Nghịt thuyền và giỏ giỏ Gùi gùi Nam nam nữ nữ Hoa cỏ rau quả Bánh ngọt trúc khắc Đậu trà bông tơ buôn bán dọc bên sông Cô Tô ở nơi Giang Nam giọng nói lọt vào tai đè mềm mại hai chiếc thuyền đối diện đụng vào nhau làm đổ mấy vỏ rượu nếp hai bên chủ thuyền tranh luận với nhau không chút nóng này vân mộng nhiều hồ nhưng không có kiểu chấn nhỏ vùng sông nước thế này ngụy bô tuyển nhìn bằng ngạc nhiên bỏ tiền ra mua hai vỏ rượu gạn nếp đưa một vò cho giang trường nói người cô tô nói năng điệu đà nay chẳng phải đang cãi nhau muốn coi thì tới vân mộng xem người ta cãi nộn thế nào có thể hù chết bọn họ ấy chứ Lam chạm hai người Nhìn ta làm gì Không phải ta nhỏ bụng Không mua cho ngươi đâu Người nhà các ngươi chẳng phải là không thể uống rượu hay sao Không nán lại lâu Ngồi lên mấy mười chiếc thuyền nhỏ kia Trèo tới nơi thủy tú tụ tập Dần dần Nhà dân hai bên bờ ngày càng ít đi Đường sông cũng trở nên yên tĩnh Đi theo lòng sông này đến phía trước là một hồ nước lớn có tên là Bích Linh Hồ. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, mỗi người chiếm một con thuyền. Vừa so ai trèo tới nó nhanh hơn, vừa nghe việc liên quan tới thủy túy nơi đây. Trấn Thải Y, mấy chục năm qua, chưa bao giờ có thủy quý quấy phá. Vậy mà mấy tháng gần đây, lại liên tiếp có người rơi xuống nước ở lòng sông này và Bích Hồ Linh thuyền hàng cũng không tránh khỏi việc bị chìm mấy ngày trước la thần bày trận giang lưới ngay đây vốn tưởng có thể bắt được một hai con ai ngờ lại liên tục bắt được tận mười mấy con thủy quý rửa sạch mặt mũi thi thể mang về trấn gần đó hỏi thăm lại có rất nhiều thi thể không ai nhận ra cũng chẳng có ai ở bản địa quen biết hôm qua bày trận lần nữa lại bắt được không ít tuy la thần nắm giữ tiêu ngọc liệt băng nhưng âm phá trứng của Lam gia lọt vào nước uy lực đã suy yếu hơn nửa e rằng khó mà đối phó được thủy túy với số lượng đông đảo Ngụy vô tiện nói nếu nói chết đuối ở nơi khác xuôi dòng dạt đến đây cũng không thể nào nhiều như thế được thứ thủy túy này phân biệt khu vực không thường chỉ nhận định một vùng nước chính là nơi bọn họ chết đuối cực kỳ rời đi Lam minh thần gật đầu không sai vì lẽ đó nên ta cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ. Bèn gọi vong cơ cùng đến đây, đề phòng bất chắc. Ngụy Bưu Tiện nói, Trạch Vũ Quân, Thủy Quỷ đều thông minh cực kỳ. Trèo thuyền chậm rãi tìm như thế, lỡ đâu chúng đó trốn dưới nơi đáy nước, mãi không ra. Chẳng lẽ định xuống dưới đó tìm à? Không tìm được thì làm sao bây giờ? Làm vong cơ nói, tìm được mới thôi, nằm trong chức trách. Ngụy vô tiền, chả lẽ xài lấy bát à? la minh thần nói không sai lẽ nào vân mộng giang thị có phương pháp khác sao ngụy vô tiện cười không đáp vân mộng giang thị đương nhiên cũng xài lưới nhưng hắn ỉ vào kỹ năng bơi giỏi xưa nay đều nhảy thẳng xuống sông kéo thủy quỷ lên cách này quá nguy hiểm chắc chắn không thể để người nhà họ lam dùng hắn nói sang chuyện khác nếu như có món đồ gì đó như mồi câu có thể thu hút được thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó như la bàn vậy. Giang Trừng nói, cúi đầu nhìn nước, dốc sức bắt người, lại nghĩ viển vông. Muốn bắt mình dưới nước, suy nghĩ kỳ lạ, viển vông, không thực tế. Nguy Vô Tiện nói, tu tiên ngự kiếm cũng đã từng là ý nghĩ viển vông mà. Hắn cúi đầu xuống, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi nơi đuối chiếc thuyền nọ. Ý tưởng chợt lóe lên, kêu lên. Lam chạm, xem ta. Lam vong cơ đang ngưng thần đề phòng. Nghe vậy bất giác nhìn về phía hắn. Đã thấy xảo trúc trong tay ngụy vô tiện khua đi. Một xào bọt nước rào rào bắn tới tương tóe. Lam vong cơ đạp chân, nhẹ nhàng nhảy lên một con thuyền khác, tránh thoát khỏi bọt nước hát sang. Bực hắn quả nhiên tới đây chỉ để đùa giỡn mà thôi, nói, vô vị. Ngụy vô tiện lại đứng lên, đạp một phát vào mạn thuyền. Sao trúc vẩy một cái Lật luôn mặt thuyền xuống dưới Để lộ đáy thuyền Mà trên tấm ván gỗ nơi đáy thuyền Có ba con thủy quỷ Mặt mũi sưng phù Da rẻ trắng mệch đang bấu chặt vào đó Môn sinh gần đó lập tức chế trụ ba con này Lam Y Thần cười nói Ngụy công tử Sao ngươi biết chúng ở đáy thuyền Ngụy vô tiện có có mạn thuyền Mức ngậm nước Có điều bất thường Vừa nãy trên thuyền chỉ có một mình ý đứng nhưng mực nước lại còn nặng hơn ở thuyền có hai người chắc chắn có thứ gì đó bám vào đáy thuyền mức ngậm nước là phần chìm vào nước của thuyền ấy nhẹ thì chìm ít nặng thì chìm nhiều Lamy thần khen quả nhiên giả dặn kinh nghiệm sao chúc của ngụy vô tiện khẽ quạt nước thuyền nhỏ bơi nhanh lướt đến ngang chỗ lam vòng cờ hai thuyền liền nhau hắn nói Lam chạm vừa nãy không phải ta có ý hất nước về người đâu nếu như ta nói ra, chúng nó nghe thấy sẽ chạy đi. nè, đẩy tới ta chút đi chứ. Lam Vong Cơ, Hu Tôn Hàng Quý, liếc hắn một cái nói, sao người lại đi theo? Hu Tôn Hàng Quý, là người có địa vị cao, lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Ngụy vô tiện chân thành nói, ta đến để nhận lỗi với ngươi. Tối hôm qua là ta không đúng, ta sai rồi. ấn đường Lam Vong Cơ mơ hồ biến đen. Phỏng chừng còn chưa quên trước đó Ngụy Vô Tiện đã nhận lỗi với y cái kiểu gì. Ngụy Vô Tiện biết rõ còn hỏi. Sao sắc mặt người khó coi như vậy? Đừng sợ, hôm nay ta đến giúp đỡ người mà. Giang Trừng không nhịn nổi nói. Giúp thì giúp đi, đừng có nói nhảm nữa. Tới đây cho ta. Một môn sinh hô, lưới động. Quả nhiên, dưới đây kịch liệt rung lên một hồi. Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy phấn chấn đến rồi đến rồi tóc dài rậm rạp như rong đồng lạt cuồn cuộn tới mấy chục chiếc thuyền nhỏ từng đôi bàn tay trắng bệch bấu víu vào mạn thuyền lam vong cơ trở tay rút kiếm tị trần rời vỏ chặn đứt mười mấy cái cổ tay bên trái mạn thuyền chỉ để lại bàn tay đã thật ngón sâu vào bên trong gỗ đang định đi chém bên phải một đường sánh đỏ chợt lướt qua ngụy vô tiện đã thu kiếm vào vỏ di động trong nước rừng lưới cũng lặng yên. Chiêu kiếm vừa rồi của Ngụy vô tiện xuất ra cực nhanh. Nhưng Lam Vong Cơ đã nhìn ra. Sau lưng hắn chắc chắn chính là linh kiếm thượng phẩm. Kiêm nghị hỏi. Kiếm này tên gì? Ngụy Vô Tiện nói. Tùy tiện. Lam Vong Cơ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện tưởng như không nghe rõ. Nói lại lần nữa. Tùy tiện. Lam Vong Cơ cứng bảy, không ưng. Kiếm này có linh, gọi tên tỷ tiện chính là bất kính. Ngụy Vô Tiện Ải một tiếng nói nghĩ đâu đâu vậy không phải ta bảo ngươi gọi đại tên nó mà là thanh kiếm này có tên tùy tiện ai à, ngươi xem nói xong đưa kiếm qua để lam vong cơ thấy rõ chữ viết trên thanh kiếm này ở giữa đống hoa văn của vỏ kiếm có khắc hai chữ cổ quả thật là hai chữ tùy tiện một hồi sau lam vong cơ vẫn không nói thành lời ngụy vô tiện quan tâm nói ngươi khỏi cần nói ta biết mà chắc chắn ngươi định hỏi ta Tại sao lại gọi tên thế này đúng không? Ai cũng hỏi Phải chăng nó có ý nghĩa đặc biệt? Thật ra thì chẳng có cái ý nghĩa đặc biệt gì cả Là do lúc Giang Thúc Thúc ban kiếm cho ta Có hỏi ta nghĩ tên gì cho nó? Lúc ý ta nghĩ tới tận 20 cái tên Mà chả vừa lòng cái nào hết Tâm nói hay là để Giang Thúc chọn dùm ta đi Thế là ta đáp Tùy tiền Ai dè đúc kiếm xong ra lò Trên mặt nó lại là hai chữ này Giang Thúc Thúc nói đã như vậy kiếm này cứ gọi là tùy tiện đi Thiệt tình thì tên này cũng được có tệ nhỉ Rốt cục Lam Vong Cơ nặn ra hai chữ trong kẽ răng Hoang đường Ngụy vô tiện vác kiếm lên Nói Người như ngươi sao chẳng thú vị gì cả Tên này nghe hay mà Như cái vỏ ngoài nghiêm túc của ngươi vậy đó Chuẩn một bộ há há Lúc này trong hồ nước xanh biếc Chợt lóe lên một bóng đen thật dài quẩn quanh thuyền nhỏ. Chương 17 Ma Đạo Tổ Sư Nhá Tao Thất Giọng đọc Bá Tiến Sau khi Giang Trừng chém xong đám thủy túy bên tai hắn Đang để ý coi còn bỏ sót hay không Thì trông thấy bóng đen kia Lập tức hô Đã tới nữa rồi Vài tên môn sinh chống xào mà trèo Dùng lưới đuổi theo bóng đen trong nước Một bên khác thì lại gọi với tới ở đây cũng có. Trong nước, phía bên kia cũng là một bóng đen lướt qua. Vài con thuyền nhỏ kéo lướt lướt như bay, nhưng không trùm được thứ gì. Vị bột tiện nói, quái, hình dáng của cái bóng này không giống hình người. Hơn nữa, chợt dài chợt ngắn, bỗng to, bỗng nhỏ. Lam chạm, cạnh thuyền ngươi. Tị trần trên lưng lam vong cơ, theo tiếng rời vỏ, chui vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, lại rít lên, bay ra khỏi vỏ mang theo một đường cầu vòng nước nhưng không hề đâm trúng thứ gì y cầm kiếm trong tay vẻ mặt chăm chú nghiêm túc đang định mở miệng trường kiếm của một môn sinh khác cũng bay ra đâm vào bóng đen thoáng bơi qua trong nước nhưng sau khi chưa kiếm đó của người này vào nước lại hồi lâu vẫn chưa thấy đi ra thôi thúc kiếm quyết nhiều lần chịu rồi cũng không có bất cứ vật gì được gọi ra khỏi nước thanh kiếm kia của người này cứ như bị hồ nước nuốt chửng vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thiếu niên môn sinh nọ, trông không lớn lắm, bọn họ nhìn hao hao ngụy vô tiền, mất bội kiếm, mặt càng ngày càng trắng. Một môn sinh lớn tuổi hơn ở bên nói, tôi thiệp trước mắt không thể tra rõ dưới đó là thứ gì, sao người lại tự tiện thúc kiếm vào đấy hả? Tô thiệp nhưng có chút hoảng hốt, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Ta thấy nhị công tử cũng giúp kiếm vào nước mà. Người này nói xong cũng hiểu ra, câu này thật ra, không biết sâu cản. Bất kể là Lam Vong Cơ hay Tị Trần, đây không phải người mà kẻ bên ngoài có thể so sánh. Lam Vong Cơ có thể chịu kiếm vào nước lúc không rõ vật địch, không sao cả. Nhưng những người khác thì không nhất định được. Trong cái vẻ tái nhật của gã ta lộ ra chút hồng xấu hổ, dường như chịu sỉ nhục gì đó. Liếc nhìn Lam Vong Cơ, nhưng Lâm Vong cờ không nhìn cá, ngưng thần nhìn nước. Chốc lát, tị trần rời vỏ lần nữa. Lần này thân kiếm không chui vào nước, mà là mũi kiếm khẽ hất, khèo một bóng đen từ đáy nước lên. Một đống đen thùi lùi, ướt nhẹp, dưới cái bẹp lên thuyền. Ngụy vô tiện kiếng chân giòn, vậy mà lại là một bộ quần áo. Ngụy vô tiện cười đến suýt nữa đâm đầu vào nước nói. Lam chạm, ngươi thiệt là lợi hại nha. Lần đầu tiên ta thấy đi bắt thủy quỷ mà lại là một bộ đồ của người đó đó. Làm vòng cờ chỉ lo xem xét mũi kiếm tị trần có gì khác thường hay không. Dường như đã hạ quyết tâm không nói chuyện với hắn. Giang Trừng nói, người ngậm cái miệng lại đi. Thứ bơi dưới nước ban nãy thật sự không phải thủy quỷ mà là chỉ một bộ quần áo. Ngụy vô tiện cũng thấy rõ, chẳng qua là do hắn không chọc làm Vong Cơ vài câu thì cả người ngớ ngáy không chịu thôi. Hắn nói, thứ cứ bơi tới bơi đuôi ban nãy chính là bộ đồ này. Hèn chi, lưới không bắt được, kiếm đâm cũng không trúng, hình dạng lại đổi tới đổi lui. Nhưng chỉ một bộ quần áo, không thể không nuốt chửng một thanh kiếm được. Trong nước này chắc chắn còn thứ gì khác nữa. Lúc này, thuyền đã trôi đến trung tâm hồ Bích Linh. Màu sắc của hồ cực đậm, xanh xanh, sẫm sẫm. Bỗng nhiên, Lan Phong Cơ khẽ ngẩng đầu nói Lập tức quay trở về ngay Lam mi Thần tại sao Lam vòng Cơ Thứ trong nước cố ý dẫn thuyền tới giữa hồ Bích Linh Với rất lời tất cả mọi người đều cảm thấy Thân thuyền đột nhiên chìm xuống Nước nhanh chóng tràn vào thuyền Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện Nước hồ Bích Linh đã không còn xanh sẫm nữa Mà gần như là màu đen Nhất là nơi giữa hồ Phảng phất đang cuồn cuộn Trào lên một dòng suối đen ngọc mười mấy con thuyền quay vòng tại chỗ bốn phía thình lình sinh ra một vòng nước xoáy cực to chậm rãi di chuyển thuyền vừa xoay vừa chìm xuống dưới hệt như bị một cái miệng rộng lớn hút vào trong vậy thoáng cái tiếng kiếm dài vỏ vang lên không dứt mọi người lục tục ngự kiếm bay lên ngụy vô tiện đã lên tới không trung cúi đầu chuông xuống lại thấy môn sinh tên tô hiệp khu kiếm vào nước nọ đứng trên thuyền bị hồ bích linh dìm xuống nước đã lút quá đầu gối gã mặt gã đầy kinh hoàng nhưng cũng không lên tiếng kêu cứu chẳng biết có phải là do sợ quá rồi không nữa ngụy vô tiện không dám chậm trễ ngụy vô tiện không chút suy nghĩ khom lưng duỗi tay nắm lấy cổ tay của gã kéo lên mang thêm một người thân kiếm dưới chân hắn đột nhiên ghìm xuống song vẫn gắng bay lên cao nhưng không lên được bao lâu một nguồn sức mạnh bỗng nhiên từ phía tô thiệp truyền tới suýt nữa thì kéo nghị vô tiện trên kiếm rớt xuống nửa người dưới của tô thiệp đã lọt vào vòng xoáy màu đen trong hồ vòng xoáy đó càng ngày càng gấp rút xoay chuyển cơ thể của gã cũng càng ngày càng chìm sâu dường như có món đồ nào đó ẩn giấu náu dưới đáy nước đang ôm chân gã kéo xuống dưới giang trừng vốn dẫm lên tam độc của hắn ta hảo chính dĩ hạ lên tới không trung cách mặt hồ khoảng hai mươi trường vừa quý đầu nhìn liền lòng đầy không vui lao xuống nói ngươi lại đang làm gì hảo chỉnh dĩ hà đại khái là trong lúc nghiêm túc nhưng dáng vẻ vẫn ung dung sức hút từ trong hồ bích linh chuyển tới ngày càng lớn thanh kiếm này của nghĩ vô tiện thắng ở chỗ nhẹ nhàng tinh xảo nhưng lại thua ở chỗ sức mạnh không đủ gần như là bị cưỡng ép đến khoảng không thấp gần sát mặt hồ hắn một bên giữa vững người một bên dùng cả hai tay kéo tô thiệp lại, nghĩ thầm Kéo không lên, nếu vẫn kéo không được lên được Thì mình đành phải buông tay thôi Mới vừa nghĩ thế, gáy cứng căng Cả người Nguyễn bút Tiện bị người sách lên không Hắn quay đầu nhìn lại Lam Vong Cơ đang một tay sách cổ hắn lên Tay còn lại cầm tay tô thiệp Dù vậy, ánh mắt lạnh nhạt của Lam Vong Cơ vẫn nhìn sang nơi khác Một người, một kiếm chịu đựng trọng lượng của ba người đồng thời chống chọi quái lực không rõ trong hồ. Vị trí của bọn họ bây giờ vậy mà vẫn vững vàng bay lên cao. Giang Trừng dừng kiếm, hơi hoảng sợ. Nếu như ban nãy mình dành xuống kéo ngụy vô Tiện e rằng với việc điều khiển tam độc, sợ sẽ không cách nào đi lên vững vàng như thế. Tuổi Lam Vong Cơ không tranh lệch với mình bao nhiêu, thanh tị trần kiếm này lại... Lúc này, ngụy vô tiện nói, Lam chạm, lực kiếm của người lớn ghê nhỉ. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà sao ngươi lại nắm cổ áo ta Bộ kéo ta đi không được hả Ngươi thế này làm ta khó chịu lắm Ta đưa tay cho ngươi nhá Này kéo ta đi Lam Phong Cơn lạnh lùng nói Ta không tiếp xúc với người ngoài Ngụy vô tiện Nào có ai như ngươi Giang Trừng nín hết nổi mắng Nào có ai như ngươi Lúc bị người ta nắm cổ áo Treo giữa không trung Có thể nói bớt đi một câu được không hả Đoàn người ngự kiếm cốc tốc rút khỏi hồ Bích Linh Đáp trả xuống Lam Vong Cơ thả tay phải đang nắm nghị vô tiền ung dung quay lưng lại nói với cả Lam Mi Thần là Thủy Hành Uyên Lam Mi Thần lắc đầu này thì khó giải quyết rồi vừa nói ra cái tên Thủy Hành Uyên Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đã biết bên trong lòng hồ và sông Bích Linh này thứ đáng sợ nhất không phải thủy quỷ gì đó mà là dòng nước chảy ở giữa nguyên nhân có chút liên quan tới địa thế hoặc dòng chảy của con sông nếu thường hay xảy ra việc đắm tàu hoặc người sống rơi xuống nước, lâu dần, vùng nước này sẽ hình thành nên tính cách. Rồi nó sẽ như tiểu thư được nuông chiều không chịu thiếu cơm ngon áo đẹp. Cách một quãng, sẽ muốn có thuyền hoặc là hàng và người xuống rơi xuống nước hiến tế. Nếu không có, sẽ quấy phá đòi lấy. Người chấn thải y này ai nấy đều am hiểu kỹ năng bơi. Đó giờ có cực kỳ ít vụ tàu đắm hoặc người sống rơi xuống nước, nên trung quanh đây không thể nào hình thành thủy hành uyên được. Nếu thủy hành uyên xuất hiện ở đây, chỉ có một khả năng, nó từ nơi khác chạy tới. Một khi thủy hành uyên trưởng thành, vậy thì toàn bộ vùng nước đó đều đã biến thành một con quái vật rất khó trừ khử. Trừ phi tát cạn nước, vớt sạch tất cả người và vật chết đuối trong đó, rồi phơi nắng lòng sông 3 hoặc 5 năm nhưng đây gần như là chuyện không thể làm được. Cơ mà vẫn có biện pháp thiệt người, lợi mình, có thể giải ưu, giải sầu cho một phía. Đó là xua đuổi nó đến những dòng sông và hồ nước khác, kêu nó tới nơi khác mà gieo vả. Làm vòng cơ hỏi, dạo gần đây có nơi nào đã từng bị thủy hành uyên quấy nhiễu nhỉ? Lam Nghi Thần chỉ lên trời. Thứ hắn ta chỉ không phải cái gì khác mà chính là mặt trời. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ. Kỳ Sơn ôn thị. Trong tiên môn, thế gia to nhỏ, chi chít như sao trên trời. Nhiều đếm không xuể, nhưng có một quái vật khổng lồ ở trên tất cả, có thể ngự trị tất cả, là Kỳ Sơn ôn thị. Ôn thị lấy mặt trời làm gia văn, mang ý, giữ nhật tranh huy, giữ nhật đồng thọ. Tiên phủ chiếm diện tích rất rộng, có thể so với cả một tòa thành, tên Bát Dạ Thiên. Còn gọi là Bất Dạ Tiên Đô. Có người nói trong thành không có ban đêm, nó no nó là quái vật khổng lồ, bởi vì bất kể nhân số môn sinh, lực lượng hay là đất đai, tiên khí, những gia tộc khác đều không theo kịp. Không kẻ nào có thể chống lại, không ít người tu tiên coi việc chiếm giữ vị trí khách khanh ở ôn thị là điều hết sức vinh quang lấy tác phong làm việc của Ôn thị, thủy, thủy Hành Uyên ở trấn thải y, cực kỳ có khả năng là bọn họ đuổi đi. Giữ Nhật Tranh Huy, giữ Nhật Đồng thọ, tránh xanh ngang với mặt trời, sống thọ ngang với mặt trời. Tuy đã biết nguồn gốc thủy túy nơi đây, nhưng trái lại, mọi người im lặng, nếu do người nhà họ Ôn kia làm ra, dù có lên án khiển trách thế nào, cũng là chuyện vô ích. Đầu tiên nhà đó sẽ không thừa nhận. Thứ hai, cũng sẽ chẳng bồi thường bất cứ thứ gì cả. Một môn sinh không cam lòng nói, nhà đó đổi thành ủy uyên tới nơi này, có lẽ là muốn hại trấn thải y thê thảm mà. Nếu thủy hành uyên trưởng thành, lan rộng đến đường sông bên trong trấn, ở đó nhiều người như thế, mỗi ngày đều phải kiếm sống trên thân một con quái vật. Đây thật là... Rơi vào vấn đề khó xử lý do kẻ khác đẩy tới. Từ nay về sau, Cô tổ làm Thị thế nào cũng sẽ gặp phiền phức không ngơi. Làm hy thần thở dài. Thôi thôi, trở về chấn đi. Bọn họ lên con thuyền mới ở bến, trèo về nơi đông đúc nhân khẩu trong trấn Băng qua cầu hình vòm, thuyền lái vào đường sông, ngụy vô tiện lại phát tác. Hắn vứt xào trúc đi, đạp một chân lên mạn thuyền, nhìn vào nước như xoay gương, coi thử coi tóc của mình có dối hay không. Tự nhiên cứ như chưa hề chạy trốn khỏi chuyện thủy hành uyên và mấy con thủy quỷ vậy khí định thần nhàn đá lông nhau với hai bên bờ tỷ tỷ sơn trà bao nhiêu tiền một cân hắn trẻ tuổi mặt mày sáng lạng đẹp trai vẻ mặt lại cởi mở như thế thật sự có hơi chú ít vị cật nhà đào hoa trục lưu thủy một nữ tử đẩy chiếc mũ rộng vành ngẩng đầu cười nói tiểu lang quân khỏi trả tiền tặng không cho ngươi một quả nhé này chắc cũng như câu đào hoa lưu thủy lưu thủy đào hoa hình dung cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân cũng dùng trong việc chỉ tình yêu nam nữ trục ở đây là đuổi theo đuổi nếu chỉ tình yêu nam nữ thì hoa đào có lẽ là nam nước chảy là nữ hoa đào đuổi nước chảy nam cưa nữ nói nhiều vật vã cuối cùng tóm gọn trong ba chữ phục túi thiệt tiếng địa phương mềm mại êm ái trong trèo người nói uyển chuyển hé môi người nghe tai thấm đầy hương ngụy vô tiện chắp tay nói tỷ 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 tặng thì đương nhân nhận rồi cô gái nọ đưa tay vào giỏ mò giơ tay ném tới một quả sơn trà vàng óng tròn trịa khách sáo làm chi nẻ ngươi có vẻ anh tuấn đằng trước có thuyền tới đi cực nhanh hai thuyền đối mặt lập tức sát mé và qua ngụy vô tiện xoay người lại tiếp gọn cười nói tỷ tỷ lại còn đẹp hơn à hắn bên đó bao hoa trích trẻ ong bướm bay loạt lam vong cơ bên này mắt nhìn thẳng một vẻ đức độ bỗng nhiên ngụy bút tiện chỉ vào y nói tỷ tỷ mất tỷ thấy y có anh tuấn không lam vong cơ làm sao không ngờ tới hắn bỗng dừng kéo mình vào ta không biết ứng phó thế nào chúng nữ tử trên sông cùng kêu lên anh tuấn hơn nhiều trong đó dường như còn trộn lẫn tiếng cười đùa vui của vài chàng trai. Ngụy Vô Tiện nói, vậy ai tặng y một quả đây? Chỉ cho ta mà không cho y à? Em là y sẽ ghen tị với ta mất. Cả con sông trầm bổng tiếng cười nói hì hì. Một cô gái khác ở đối diện trống xảo lướt đến nói, được 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 được, tặng hai trái, ăn của ta, tiểu lăng quân tiếp nha. Quả thứ hai cũng đã bảo tay, Ngụy Vô Tiền hô, tỷ tỷ người đẹp, lòng cũng đẹp nốt à, Lần sau ta đến mua Mua một giỏ Cô gái kia có âm sắc rõ ràng Lá gan cũng lớn hơn Chỉ vào Lam Vong Cơ nói Gọi y tới nữa nha Các người cùng tới mua đi Ngụy vô tiện đưa quả sơn trà kia Đến trước mặt Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước nói Bỏ ra Ngụy vô tiện liền rụt lại Biết chắc người sẽ không ăn mà Nên ta đâu có ý định cho ngươi Giang Trừng chụp lấy Đúng lúc Giang Trừng ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ khác lướt đi như bay qua hắn giơ tay một cái là chụp được quả sơn trà mỉm cười rồi chợt hầm hừ nói lại đang khoe sắc à ngụy vô tiện hớn hấn hở cút quay đầu lại hỏi lam chạm ngươi là người cô tô cũng biết nói chuyện kiểu này với trai chứ người dạy ta đi cô tô chửi người thế nào lam vong cơ nhả cho hắn một từ vô vị liền liếc một chiếc thuyền khác rồi nhảy lên ngụy vô tiện vốn cũng chẳng hy vọng y trả lời thật chỉ có điều nghe khẩu âm ở đây hết sức dễ thương lại nghĩ đến lúc bé chắc hẳn lam vong cơ cũng đã nói mấy câu như thế này nên nghẹo y chơi thôi hắn ngửa đầu uống một hớp rượu gạo nếp cầm theo cái vò tròn to đen bóng kia cua xào trúc Chống sang chỗ giang trừng lam vong cơ thì lại cùng lam hy thần song song mà đứng lần này nét mặt của hai người có hơi giống nhau đều là vẻ nặng nề tâm sự suy tư nên ứng đối Thủy Hành Uyên ra sao? Làm thế nào giao phó tất cả chuyện này cho người trưởng trấn Thải Y đây? Một con thuyền hàng ăn nước cực nặng ở đằng trước tiến tới. Trên thuyền đã từng giỏ, từng giỏ quả sơn trà nặng trịch vàng óng. Làm vòng cờ liếc nhìn rồi tiếp tục đưa mắt về phía trước. Lam Y Thần lại nói, người muốn ăn sơn trà, cần mua một sọt về không? Làm vòng cờ phất tệ áo bỏ đi, không muốn Y lại đi sang một chiếc thuyền khác Ma đạo tổ sư chương 18 Nhã tao Bát Ngụy vô tiện Mua một đống đồ chơi linh tinh Ở Trấn Thải Y Mang về vân thâm bất chi xứ Rồi bị đám đệ tử thế gia khác chê nhau hết giáo chẳng còn gì Vì Lam Khải Nhân Đi Thanh Hà Nên mấy bữa nay Không cần lên lớp Đám thiếu niên trời mãi đến tối mờ mịt, lại nhao nhao, ùa vào phòng giang trừng và ngụy vô tiện. cả đêm lăn lên dưới sàn, ăn uống, vật tay, đổ xúc sắc, xem tập tranh. một đêm nọ, ngụy vô tiện chơi xúc sắc thua, bị phạt treo tường xuống núi mua thiên tử tiếu. lần này mọi người cuối cùng cũng được đánh chén thỏa thích. ngờ đâu, sang ngày hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, đám thiếu niên vẫn ngủ lăn lê, lê lết, chật kín sàn phòng y như một bãi xác nằm vậy thì bỗng dưng có người mở cửa tiếng mở cửa đánh thức cả đám mấy cặp mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ chợt giòm thấy lam vong cơ mặt mũi lạnh băng đứng ngay cửa sợ quá tỉnh ngay lập tức nhiếp hoài tàng điên cuồng lại ngụy vô tiện ngủ say đầu một nơi mình một nẻo gọi ngụy huynh ngụy huynh ngụy vô tiện bị hắn lay mấy cái mơ mơ màng màng hỏi ai còn ai muốn nhả vô Giang Trừng hả Thích thì chiều, Ta sợ người chắc Giang Trừng tối hôm qua uống lắm Đầu hắn còn đau Mắt nhắm mắt mở Nằm dưới đất Trỏ tay Mò được một vật Bèn ném thẳng Về hướng công nghị vô tiện Cào nhào Cầm miệng Thứ kia đập trúng Ngực nghị vô tiện Vài tờ lọt sạt mở ra Nhiếp hoài tàng Nhìn kỹ Thứ Giang Trừng dùng bèn ném nghị vô tiện Chính là một trong những quyển Xuân Cung Đồ phiên bản giới hạn quý giá mà hắn ra sức giữ gìn. Lại ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lành lành, miệng hắn thiếu điều xì khói. Ngụy Vô Tiện ôm sách lầm bẩm hai câu rồi ngủ tiếp. Lam Vong Cơ bước vào phòng, dùng một tay nắm lấy áo hắn, nhấc lên kéo thẳng ra ngoài. Ngụy Vô Tiện bị hắn sách một hồi, ngáo ngơ dây lát, cuối cùng cũng tỉnh được năm sáu phần, ngoái đầu lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì đó?" Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, kéo hắn đi thẳng về phía trước. Ngụy Vô Tiện tỉnh thêm ba phần nữa. Đám xác nằm ngổn ngang khắp giữa phòng cùng lục tục bị đánh thức. Giang Trừng nhắc thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ sách cổ đã lập tức lao tới. Có chuyện gì thế? Làm cái gì vậy? Lam Vong Cơ quay lại, gằn từng chữ. Lãnh phạt. Giang Trừng vừa rồi còn lờ đờ ngái ngủ, giờ mới nhớ ra bãi chiến trường ngổn ngang trong phòng, lại nhớ tới tối qua bọn họ chẳng biết đã phạm phải mấy điều trong gia quy của vân thâm bất thứ rồi mặt mũi liền cứng đơ lam vong cơ kéo ngụy vô tiện đến trước từ đường cô tô lam thị nơi này đã có vài môn sinh lam thị lớn tuổi lặng lặng đứng chờ tổng cộng có 8 người bốn trong số đó tay cầm thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp thân thước khắc chi chít chữ vương giặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng thấy lam vong cơ kéo hắn tới hai người lập tức tiến lên kẹp chặt ngụy vô tiền ngụy vô tiện nửa quỳ dưới đất hết đường dãy ruộng hỏi lam cham ngươi muốn phạt tạ à làm vòng cơ không đáp lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm ngụy vô tiện gào lên ta không phục bấy giờ đám nhóc tỉnh rượu cũng nghiêng nghiêng ngà ngà chạy tới bị chặn bên ngoài từ đường không cho vào ai nấy đều vò đầu bứt tai nhìn cái thước mà sợ đến líu lưỡi lại thấy lam vong cơ vén vạt áo trắng quỳ xuống ngay cạnh ngụy vô tiện ngụy vô tiện thấy thế sợ đến tái mặt nhấp nhổm muốn đứng lên lam vong cơ lại quát đánh ngụy vô tiện trợn mắt há mồm vội bảo khoan 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 ta phục ta phục rồi lam chậm ta sai rồi lòng bàn tay và mu bàn chân hai người đều đã ăn hơn trăm thước lam vong cơ chẳng cần ai giữ tấm lưng trước sau vẫn thẳng tắp quỳ rất ngay ngắn còn Ngụy Bút Tiện thì khóc la um sùm, chẳng hề nghiêm chỉnh. Đệ tử các nhà vây xem, thấy vậy đau xót không thôi, nhăn mặt liên tục. Chịu đánh xong, Lam Mông Cơ lặng lặng đứng lên, cúi đầu thi lễ với môn sinh từ trong đường rồi ra ngoài lập tức, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu thương tích nào. Ngụy Bút Tiện thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi được Giang Trừng cõng khỏi từ đường, dọc đường đi, hắn cứ không ngừng a úi a úi đám thiếu niên nháo nhào vây quanh bọn họ hỏi thăm ngụy huynh à rốt cục đã làm sao vậy làm chằm hắn phạt người cũng đành nhưng sao chính hắn cũng chịu đòn theo ngụy vô tiện nằm trên lưng giang trừng thở ngắn than dài hài thất sách thất sách một lời khó nói hết giang trừng nạt bớt nói nhảm đi rốt cục người đã làm gì ngụy vô tiện chối có làm gì đâu tối qua ta chưa xúc xác thua phải xuống núi mua thiên tử tiếu đúng không? Đừng bảo ta, người lại chạm chán y. Người nói chuẩn rồi đấy. Chẳng biết vận số thế nào mà ta vừa vác thiên tử tiếu trèo lên tường, đã bị đụng trúng y. Ta còn nghĩ biết rằng đâu ngày nào y cũng theo dõi ta. Ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như ngươi chắc, rồi sao nữa? Ngụy vô tiện kẻ. Sau đó ta vẫn chào hỏi y. Ta bảo, làm chạm, trùng hợp ghê, lại là ngươi à? Y đương nhiên không thèm để ý, chẳng nói chẳng rằng tung ngay một trưởng ta nói ha ha ngươi việc gì phải thế y nói khách bên ngoài nếu nhiều lần vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm thì phải đến từ đường Lam Thị chịu phạt ta lại nói chỗ này chỉ có hai đứa mình thôi ngươi không nói ta không nói thì ai biết được ta phạm lệnh giới nghiêm chứ ta cam đoan không có lần sau tụi mình quên biết bao lâu không để mặt thả nhau một tí được à sắc mặt mọi người trông cực kỳ thê thảm Ngụy Vô Tiện kể tiếp. Kết quả, y sụ mặt, nó không quen ta. Vung kiếm đánh ta. Chẳng thèm nẻ tinh gì sớt cả. Ta đành phải đặt thiên tử tiếu sang một bên, so chiều với y. Y tung cả quyền, lẫn trưởng, đuổi theo rất căng, rất mãi không ra. Cuối cùng bị y đuổi đến phát bực. Ta hỏi, người không chịu buông, không buông thật hả? Y vẫn nói, lãnh phạt. Chúng thiếu niên nghe vậy mà hồi hộp thay. Ngụy vô tiện mặt mày hớn hở kể chuyện hồn nhiên quên mất mình vẫn còn đang nằm trên lưng Giang Trừng. Chợt vô đánh bốp vào cái đầu vai của Giang Trừng. Ta nói, được. Sau đó không né nữa, đứng lại tiếp y, ôm cứng y, ngã ra khỏi bức tường của vân thâm bất Chi sứ. Vậy là cả hai đứa đều rơi ra khỏi vân thâm bất trí sứ. Ngã một cái phải gọi là nổ đông đóm mắt. Nhiếp hoài tàng đã đần người. Y không dãy nổi khỏi ngươi à? Ngụy vô tiện đáp. À, y có thử, Chẳng qua ta dùng hết chân tay khóa cứng y, cứng như tấm ván vậy, y có muốn dãy cũng không thoát nổi. Chẳng có cách nào bèn bò lên khỏi người ta, ta lại bảo, sao nào Lam Tràm, người đã ở bên ngoài vân thâm bất tri xứ rồi, hai ta cùng phạm lệnh giới nghiêm ban đêm, người cũng không thể nghiêm với ta mà tha cho mình được à. Nếu phạt ta cũng phải tự phạt mình luôn, thế mới công bằng đúng sao? Sau khi đứng lên sắc mặt y rất tệ, ta ngồi cảnh báo với ngươi đừng lo, ta sẽ không mách ai hết. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, người biết ta biết. Sau đó y đi luôn, chẳng nói chẳng rằng. Ai ngờ sáng nay hắn lại đến. Giang Trừng đi chậm cái coi, ta sắp bị người quẳng xuống đất rồi. Giang Trừng đâu chỉ muốn vứt hắn đi, mà thật mình muốn rộng luôn đầu hắn xuống đất thành mấy cái hố hình người vậy. Cõng cho là tốt rồi, còn kén cá chọn canh à? Ngụy bộ tiện cái, thì từ đầu có ai bắt ngươi cõng đâu Giang Trừng điên tiết Ta mà không cõng Không chừng ngươi sẽ nằm y ra đường Nhà người ta lăn lộn cả ngày mà chẳng chịu dậy vậy Cái thứ đuổi không đi Lam Vong Cơ còn chịu nhiều hơn ngươi Năm ngươi Thước vẫn tự đi kìa kìa Ngươi giả làm thằng què Không thể mất mặt hả Giờ ta không thích cõng nữa Cút xuống mau Ngụy bưu tiện nhây Không xuống đấy Ta là thương binh Cả đám xô xô đẩy đẩy suốt con đường mòn đá trắng vừa hay gặp phải một người áo trắng cầm sách đi ngang kinh ngạc dừng bước lam mi thần cười nói có chuyện gì thế này giang trừng rất ngượng còn chưa biết đáp lại thế nào thì nhiếp hoài tang đã cướp lời Khi thần ca ngụy huynh bị phạt hơn trăm thước có thuốc trị thương gì không trưởng phạt ở vân thâm bất chi xứ là lam vong cơ lại thêm ngụy vô tiện bị vây giữa đám đông cứ kêu gào thảm thiết mãi có vẻ bị thương nặng lắm Lam Mi Thần thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón hỏi: "Là vong cơ phạt à? Ngụy công tử không đi nổi, rốt cuộc là sao thế?" Giang Trừng đương nhiên rất ngại nói thật, Ngụy Vô Tiện đã làm gì? Tính ra vẫn là cả đám bọn họ suối quẩy, Ngụy Vô Tiện đi mua rượu, muốn phạt thì ai cũng có phần, đánh đáp qua loa. "Không sao, không sao. À, không cường điệu đến thế đâu, hắn đi được mà, Ngụy Vô Tiện, còn không chịu xuống đi." Ngụy Vô Tiện rên rỉ: Ta không đi nổi. Hắn chờ bàn tay đỏ ửng sưng vù ra, mách Lam Hy Thần. Trạch Vũ Quân, em trai huynh, lợi hại lắm. Lam Hy Thần nhìn bàn tay của hắn. Ồ, oh, lần này đúng là phạt hơi nặng tay. E rằng ba bốn ngày cũng chưa tan nổi. Trước đó Giang Trừng đâu biết hắn bị đánh nặng vậy, hoảng hốt la lên. Cái gì? Ba bốn ngày không tan nổi. Đùi hắn, lưng hắn cũng đều ăn thước. Làm vòng cơ sao có thể làm thế? câu cuối thêm vào chút bất mãn không kiềm chế nổi. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đập hắn một phát, hắn mới nhận ra. Lam Mi Thần lại chẳng hề so đo, cười nói: "Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu, Ngụy công tử, ta cho cậu biết một mẹo, qua mấy canh giờ là khỏi." Buổi chiều, ở suối nước lạnh trong Vân Thâm Bất Chi xứ, Lam Vong Cơ đang ngâm mình dưới suối nước lạnh băng, nhắm mắt dưỡng thần, chợt có tiếng nói vang bên tai. Lam chạm Lam Vong Cơ giật mình mở mắt Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đang tựa vào tảng đá ven suối nước lạnh Nghiêng đầu cười nói Lam Vong Cơ buột miệng Ngươi vào đây bằng cách nào Ngụy Vô Tiện thong thả đứng lên Vừa cởi đai lưng vừa đáp Trạch Vũ Quân cho phép ta vào Lam Vong Cơ gắt Ngươi làm gì đấy Ngụy Vô Tiện dùng chân tháo giày Vừa cởi đồ quăng đất vừa nói Ta cởi hết rồi Ngươi nói xem ta làm gì nào Nghe đầu xuống nước lạnh nhà các ngươi, ngoài tác dụng giúp người ta tĩnh tâm tu trí, thì còn có công dụng là tiêu độc trị thương. Nên anh trai ngươi bảo ta đến đây ngâm chung với ngươi nè. Chỉ cho một người ngươi đến đây trị thương thì chẳng từ thế chút nào. Úi ai, lạnh giữ hồn nha. Hắn nhảy xuống, gặp nước suối lạnh thì thấu xương liền quấy đạp khắp con suối. Làm vòng cờ nhanh chóng né xa hắn một trường. Bảo, ta đến đây tu hành, không phải trị thương, đừng quấy tung tung nữa. Nhưng mà ta lạnh quá, lạnh quá mà. Lần này hắn thật sự không có ý làm màu quấy rối, Bởi người ngoài quả thực khó lòng thích ứng được với suối nước lạnh của cô Tô Lam Thị trong thời gian ngắn. Dường như chỉ cần đứng yên một giây, máu sẽ đông cứng, tay chân đong bắn. Vậy nên hắn đành đạp nước liên tục, muốn hoạt động tí cho nóng người. Lam Vong Cơ vốn đang yên ổn, bình tĩnh, tĩnh tu, bị hắn đạp tới đạp lui, quấy cho bọt nước, văng đầy mặt nước nhỏ tong tong, theo tóc đèn mi dài, nhịn hết nổi mới nói. Đừng quấy, nói rồi vươn tay, đặt chân đầu vai ngụy Bô Tiện. Ngay lập tức, ngụy Bô Tiện cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp tuôn ra từ thân thể, chỗ chạm nhau, cảm thấy dễ chịu hơn chút, liền vô thức sáp lại gần y. Làm một cơ cảnh giác, làm gì vậy? ngụy Bô Tiện hồn nhiên đáp, đâu có làm gì, hình như chỗ người ấm hơn cho ta một chút thì phải tay lan vong cơ vững vàng đặt giữa hai người giữ nguyên khoảng cách nghiêm túc nói không hề ngụy Bô tiện vốn định sát lại gần y một chút tìm đường làm thân cho dễ nói chuyện vậy mà đã không sát lại được còn bẽ mặt nhưng vẫn không giật nhìn lướt qua bờ vai và bàn tay y vết thương đúng là chưa tan y đến đây quả thực không phải để trị thương ngụy vô tiện tự nhủ trong lòng làm chạm ta bái phục ngươi luôn nói phạt là phạt luôn cả mình không hề nhượng bộ ta cạn lời rồi đấy lam vong cơ lại nhắm mắt lặng yên không nói ngụy vô tiện lại lại nhải tiếp thật là ta chưa gặp ai nghiêm túc nói một là một hai là hai như ngươi ta nhất định không làm được như thế ngươi thật loại hài lam vong cơ vẫn phất lờ hắn ngụy vô tiện hết lành bắt đầu bơi qua bơi lại trong suối bơi một lát lại ngứa tay ngứa chân bơi đến trước mặt lam vong cơ hỏi lam Trạm. Vừa rồi ngươi không nhận ra ta Đang làm gì hả Không biết Vậy mà cũng không biết Ta đang khen ngươi đó Đang lân la làm quen đó Lam vong cơ liếc nhìn hắn Ngươi muốn làm gì Làm chạm Làm bạn thôi Quen nhau cả rồi mà Không quen Ngụy vô tiện Khu khoáng nước Ngươi chẳng thú vị chút nào cả Ở đấy Làm bạn với ta Nhiều cái loại lắm đây Chẳng hạn như Ngụy vô tiện Bơi tới ven bờ Tựa lưng Khoác lên đảng đá nói với bạn bè ta lúc nào cũng rất nghĩa khí chẳng hạn xuân cung mới tới tay nhất định sẽ cho người xem trước ấy ấy quay lại nào không xem cũng không sao người đến vân mộng bao giờ chưa vân mộng chơi vui lắm đấy cái gì ở vân mộng ăn cũng ngon ta cũng biết hết à vấn đề ở cô tô hay vấn đề thâm bất chi xứ nhưng đồ đạc nhà các ngươi ăn dở chết miệng ngươi mà đến liên hoa ổ chơi sẽ được ăn thật nhiều đồ ngon ta dẫn người đi hái đài sen với của ấu đi không lam chạm không đi ngươi đừng mở đầu câu chuyện giặt mỗi chữ không như thế chứ nghe thật lạnh lùng mà bọn con gái sẽ không thích đâu con gái vân mộng cũng đẹp lắm vẻ đẹp không giống con gái cô tô nhà các ngươi đâu hắn nhay mắt với cả lam công cơ đắc ý hỏi không đến thật hả lam vong cơ ngừng một lát nhưng vẫn từ chối không ngươi từ chối ta thật là chẳng nẻ mặt chút nào cả không sợ lúc đi ta tiện tay vơ luôn quần áo của ngươi hả lam vong cơ quát cút sau khi Lam Khải Nhân từ Thanh Hà trở về Cô Tô, Lão không kêu ngụy vô tiện cút tới tàng thư các chép ra huấn Lam Thị hai lần nữa, mà chỉ ra sức mắng hắn một chàng ngay trước mặt tất cả mọi người. Giản lược một phen, ý đại khái là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ ngang bướng không thể tả như vậy. Xin mời cút, cút nhanh chút, cút càng xa càng tốt. Đừng có tới gần mấy học sinh khác. Và hơn nữa là đừng có làm giấy mẩn Lam Vong Cơ, môn sinh tác ý của Lão. Lúc lão mắng, Ngụy Vô Tiện luôn cười hì hì, không cảm thấy xấu hổ chút nào, cũng chẳng mảy may tức giận. Lam Khải Nhân vừa đi, Ngụy Vô Tiện liền ngồi xuống, nói với cả Giang Trừng. Giờ mới kêu ta cút à? Lão không thấy là có hơi chậm sao? Đợi cả đám bị giấy bẩn xong mới kêu ta cút, trễ rồi. Thủy Hành Uyên ở Trấn Thải Y mang đến cho cô Tô Lam Thị phiền phức cực lớn. Vật này không cách nào trừ tận gốc được lại không thể xua đuổi đó đến nơi khác như ôn thể. Gia chủ Lam gia bế quan quanh năm, vì thế nên Lam Khải Nhân phải hao phí nhiều tâm sức. Thời gian dạy học ngày càng ngắn đi. Thời gian Ngụy Vô Tiện dẫn người dạo chơi trong núi thì lại ngày càng nhiều hơn. Hôm đó, hắn lại bị bảy tám thiếu niên vây quanh rủ đi ra ngoài. Đứng trên con đường dưới tầng thư các của Lam gia, liếc mắt nhìn lên, xuyên qua những nhánh ngọc lan thấp thoáng, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi một mình bên cửa sổ. Ngọc Lan, loại cây to, chứ không phải loại cây kiểu kiểng đâu nha. Nhiếp Hoài Tăng buồn bực nói, có phải y đang nhìn chúng ta bên này không nhỉ? Mà không đúng, bà nãy chúng ta đâu có làm gì ồn đâu. Sao ánh mắt của y lại như thế chứ? Ngụy Vua Tiền, quá nửa là muốn bắt lỗi chúng ta rồi. Giang Trừng nói, sai, không phải chúng ta mà là ta. Ta thấy người mà y nhìn chằm chằm phần nhiều là một mình ngươi. Ngụy Bút Tiện nói, Hừ, chờ đi, coi ta quay lại xử lý ra sao nha. Giang Trừng, chẳng phải ngươi chê y, ngoài mặt thì lạnh, trong thì nóng, chê y vô vị hay sao? Vậy ngươi bớt trêu chọc y dùm đi, nhổ dâu hổ, động thủ trên đầu thái tuế, suốt ngày cứ thích tìm đường chết. Ngụy Bồ Tiện nói, sai, chính là bởi vì một người sống đến từng này rồi lại có thể vô vị đến mức như y mới đúng là điều thú vị thật sự. Tới gần trưa bọn họ mới trở về vân thâm bất chi xứ, Lam vong cư ngồi ngay ngắn một bên án, chăm chỉ viết. Chợt nghe xong cửa kêu lách cách, ngẩng đầu nhìn lên, có một người từ ngoài cửa sổ chui vào đây, ngụy vô tiện bám vào cây ngọc lan ở ngoài tàng thư cát, trèo lên trên, mặt mày hớn hở nói: Lam trạm ta về rồi này, sao nào, không chấp sách vài ngày có nhớ ta không dáng vẻ còn lam phong cơ như lão tăng hồi thiền vậy quay vạn vật như không thậm chí còn mất cảm giác tiếp tục sắp xếp đống giấy đã trồng thành núi nhỏ ngụy vô tiện cố ý xuyên tạc về trầm mặc của y Người không nói tôi cũng biết nha tất nhiên là nhớ ta rồi không phải vậy thì vừa nãy sao lại đứng ở ngoài cửa sổ nhìn ta chứ lam phong cơ lập tức liếc mắt nhìn y ánh mắt đong đầy sự khiển trách Ngụy Vô Tiện ngồi trên cửa sổ nói: "Người coi nghe kìa, mới nó chút đã bắt câu rồi, dễ câu thế không biết, lại còn không giữ được bình tĩnh như chứ." Làm vòng cơ, "Người đi đi." Ngụy Vô Tiện: "Không đi, chả lẽ ngươi tính hất ta xuống?" Ngó mặt Lâm Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đoán chừng hắn mà nói thêm câu nữa, Lâm Vong Cơ chắc sẽ quẳng luôn cái sự kiềm chế còn sót lại rồi đóng đinh hắn trên bệ cửa sổ mất. Bèn vội vàng nói: Đừng dọa người như vậy nha. Ta tới để tặng quà xin lỗi đấy. Làm vòng cờ không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Không cần. Ngụy bộ tiện nói. Không cần thật ư. Ừ. Thấy trong mắt làm Vong cờ, mơ hồ lộ ra vẻ phong thuần đề phòng. Hắn như thể ảo thuật vậy. Móc từ trong ngực ra hai con thỏ. Xách lỗ tai nó, đặt vào làm bàn tay. Cầm lên hệt như một quả cầu tuyết tròn trịa béo ú. Còn đạp chân lung tung nữa. Hắn đẩy tụi nó tới dưới mi mắt của Lâm Vong Cơ. Chỗ này của các ngươi cũng thiệt quái mà. Không có gà cũng chẳng có thỏ. Sao nào? Có béo không? Có muốn không? Lâm Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn. Huy Vô Tiện nói. Được rồi, không muốn hả? Vậy ta tặng cho người khác vậy. Đúng lúc mấy ngày vừa rồi miệng hơi nhạt. Nghe thấy câu cuối, Lâm Vong Cơ nói. Đứng lại. Huy Vô Tiện buông tay. Ta còn chưa đi mà, Lâm Phong cờ nói Người định đưa chúng cho ai Ngụy vô tiền Ai nướng thịt thỏ ngon Ta đưa cho người đó Lâm Phong Cơ Trong vân thâm bất chi xứ này Cấm sát sinh Điều thứ ba Trên bia quỷ huấn Ngụy vô tiền Thôi được Ta đi xuống núi Giết ở ngoài xong Lại xách về nướng Dù gì Người cũng không ăn Quả nhiều thứ làm gì Lâm vòng Cơ gần từng chữ một Đưa cho ta Ngụy vô tiền cười hì hì Đổi ý Ngươi coi kìa, lúc nào cũng vậy. Hai con thỏ đều vừa béo vừa tròn, như hai quả cầu tuyết mọc ú vậy. Một con mắt trọn lên như cá chết, úp sấp dưới đất, mãi một lúc mới động đậy một cái. Cái miệng màu hồng nhạt, ung dung thong thả, nhai lá. Một con khác thì cứ như thể là ăn phải thuốc vậy, nhảy nhót liên tục không ngơi. Lần mò bò lăn rồi đâm vào bạn của mình, hết xoay lật bật lại. Một khác cũng không yên. Quý vô Tiện thấy cho nó vài lá rau, không biết nhà ở đâu ra, đột nhiên nói Lam chạm, Lam chạm, con thỏ kia đạp một chân lên cái nhiên của Lam Vong Cơ, để lại một vết mực trên án thư. Lam Vong Cơ không biết làm sao, cứ cầm trang giấy nghiêm túc suy nghĩ để lau chùi kiểu gì. Vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe giọng điệu của hắn chẳng giống chuyện nhỏ tưởng là có sự cố gì. Nói, chuyện gì? Người vô tiền, người coi tụi nó cứ nằm chồng lên nhau thế kia, có phải là đang... Cách một tiếng, Lam Phong Cơ hơi mất ưu nhã quăng bút đi nói. Hai con đó đều là đực. Huy vô tiền, đức, thiệt là lạ. Hắn nắm nô tai nó, xách lên coi thử, xác nhận. Ừ, đúng là đực thật nha. Đực thì đức, ban nãy ta còn chưa nói hết. Người nghiêm thế làm cái gì? Người nghĩ đến cái gì vậy? Nói tới thì hai con này cũng là do ta bắt. Ta còn không để ý tụi nó là cái hay được. Vậy mà ngươi. Cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng bắt hắn hất xuống khỏi tảng thư các, đóng cửa sổ, nhốt cả tiếng nhành ngọc lan đung đưa và cả tiếng cửa Ngụy Vô Tiện ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ không đến cùng nghe học. Ngụy Vô Tiện đổi chỗ ngồi ba lần. Ban đầu hắn vốn ngồi chung với cả Giang Trừng, nhưng vị trí đó quá dễ thấy, hắn mệt ngồi ra phía sau của Lam Vong Cơ. Lúc Lam Khải Nhân ở trên giải học, Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng như tường đồng vách sắt hắn cứ việc ở đằng sau ngủ tới trời đất đen kịt hoặc là viết linh tinh gì đó ngoài việc thỉnh thoảng sẽ bị làm vòng cờ đột nhiên nhấc tay chặn cái cục giấy hắn ném người khác ra có thể nói đây là một nơi phong thủy bảo địa nhưng sau đó lại bị lâm khải nhân phát giác mưu kế thế là liền đổi chỗ bọn họ cho nhau từ đó chỉ cần tư thế ngồi của người vô tiện có hơi không đoan trang sẽ cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén lạnh như băng đâm vào sau lưng của mình Lam Khải Nhân cũng sẽ hung tận trừng sang. Không giờ phút nào không bị một già một trẻ giám thị, cực kỳ khó chịu. Mà sau vụ án Xuân Cung Đồ với Cọc Thỏ, Lam Khải Nhân nhận định Ngụy Vô Tiện là một cái thùng nhuộm đen thùi. Cứ sợ môn sinh đắc ý của mình bị hắn làm bẩn, gần mực thì đen mà. Thế làm vội vàng, bảo Lam Vong Cơ khỏi cần về. Ngụy Vô Tiện lại trở về chỗ cũ ngồi, cũng bình an vô sự một hai tháng. Nhưng với loại người như ngụy Vui Tiện, tiệc vui vĩnh viễn luôn chóng tàn. Trong vân thâm bất tri xứ, có một bức tường dài với cái vài ô cửa sổ trống, cứ hước cách bảy bước chân. Trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh xảo, hoa văn chạm trổ trên mỗi ô không cái nào giống cái nào cả. Có gảy đàn trên núi cao, có ngựa kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú. làm Khải Nhân giảng giải, mỗi ô cửa sổ trên tường này đều khắc chuyện đời của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam Thị, mà cổ xưa nhất trong đó và cũng là ô của sổ nổi tiếng nhất chính là cuộc đời của Lam An, vị tổ tiên lập nên Lam Thị. Vị tổ tiên này xuất thân từ chùa, nghe tiếng Phật mà lớn, nội tâm thông tuệ, tuổi con trẻ và đã là cao tăng có tiếng gần xa. Vào năm 20, hắn hoàn tục và lấy Lam trong giả Lam làm họ, là một nhạc sư, trên đường cầu tiến vấn đảo gặp gỡ người trời định ở côn tô cùng người đó kết thành đạo lữ cả hai gây dựng nên cơ nghiệp của lam gia sau khi bạn đời nằm xuống hắn lại trở về chùa tự kết thúc bản thân bốn mạch quanh ô cửa là chùa tập nhạc đạo lữ quy tịnh qua nhiều ngày như thế hiếm hoi mới thấy một thứ thú vị có ý nghĩa như thế tuy bị lam khải nhân giảng thành sự kiện lịch sử khô khan nhưng cuối cùng ngụy vô tiện vẫn nghe lọt vào tai sau khi học xong lên cười nói hóa ra tổ tiên của lam gia là hòa thượng hèn chi vì gặp gỡ một người mà tiến vào hồng trần rồi người ấy đi hắn cũng đi không để lại thân nơi có trần nhưng tổ tiên nhà y là một người như vậy sao lại lòi ra đời sau không hiểu phong tình thế chứ mọi người cũng không ngờ tới lam gia lấy bảo thủ mà nổi tiếng lại có tổ tiên như vậy bắt đầu sôi nổi thảo luận thảo luận một hồi, nội dung lại ngả sang đạo lữ, bắt đầu trao đổi với nhau, tiên nữ lý tưởng trong lòng bọn họ. Đánh giá chúng tiên tử nổi tiếng bây giờ. Lúc này có người hỏi, tử hiên huynh, người thấy vị tiên tử nào ưu thú bậc nhất? ngụy Phu Tiện và Giang Trừng vừa nghe, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên trước lan thất. Thiếu niên này mặt mày tuấn mỹ, kiêu căng, chán điểm một nốt chu sa, cổ áo và ống tay áo hay là đai lưng đều theo mẫu đơn trắng như tuyết bằng kim tuyến chính là tiểu công tử do lan lăng kim thị đưa tới cô tô giáo dưỡng kim tử hiên người còn lại nói ngươi đừng có hỏi tử huyên cái này hắn có vị hôn thê rồi nghe thấy ba chữ vị hôn thê kim tử hiên dường như có hơi bĩu môi vẻ mặt lộ ra chút xíu không vui cái tên tử đại kia không biết nhìn mặt đoán ý lại còn vui cười hớn hở dẫn đầu hỏi trước thật hả đó là tiên tử nhà ai vậy chắc là kinh tài tuyệt diễm lắm đây kim tử hiện nhíu mày đừng có nhắc tới ngụy vô tiện bỗng nhiên nói sao lại không nhắc tới tất cả mọi người trong lan thất nhìn về phía hắn một loạt ngạc nhiên ngụy vô tiện xưa này thường hay cười hì hì dù bị mắng hay chịu phạt cũng chưa hề tức giận vậy mà lúc bây giờ lại có lệ khí rõ mồn một, một giang Trừng hiếm khi không la giày ngụy vô tiện gây chuyện ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Kim Tử Hiên ngạo mạn nói, ta không muốn nói tới chuyện này, có gì không thể sao? Ngụy Bô Tiện cười gần, không muốn nói tới, ngươi có gì không vừa lòng sư tỷ của ta? Người ngoài thầm thì bàn tán, dăm ba câu đã hiểu ra, hóa ra mấy câu ban nãy kia đã chọc vào một tổ ong lớn, vị hôn thê của Kim Tử Hiên chính là Giang Yếm Ly của Vân Mộng Giang Thị. Mà Giang Yêm Ly là ai? Là trưởng nữ của Giang Phong Miên, là tỷ tỷ của Giang Trường. Tính tình không thích tranh đoạt, mắt không sáng trong, ngôn ngữ bình thường, không thể nghiền ngẫm ra ý gì. Phong thái thì thua kém nhiều người, thiên phú cũng chẳng hề kinh thế. Ở trong chúng tiên tử hoa thơm đua sắc của các nhà, khó tránh khỏi có hơi ảm đạm lưu mờ. Mà. mà Kim Tử Hiên lại vừa khéo trái ngược. Hắn ta là con trai độc nhất của Kim Quang Thiện do chính thất sinh ra mặt mày kiêu căng thiên tư rực rỡ nếu so điều kiện của chính bản thân giang yếm ly nói theo lẽ thường quả thật không hề xứng đôi thậm chí ngay cả tư cách cạnh tranh với cái thiên tử của nhà khác thôi cũng không có rồi sở sĩ giang yếm ly có thể đính hôn cùng kim tử hiên là bởi mẫu thân của nàng xuất thân từ mi sơn Ngưu thị mà Ngưu thị lại có quan hệ thân thiết với gia tộc của mẫu thân kim tử hiên gia phong kim thị kiêu căng ngạo màn Điểm ấy Kim Tử Hiên kế thừa 10 phần 10. Ánh mắt cực cao, đã sớm hết sức bất mãn vì mẫu thân đã tự ý định ra cái hôn ước cho mình. Hôm nay đúng dịp vừa khéo để phát cáu. Kim Tử Hiên hỏi ngược lại. Vậy cô ta có chỗ nào làm cho ta vừa ý? Giọng điệu này không thể nói là tôn trọng được. Giang Trừng bỗng nhiên đứng dậy. Ngụy vô tiện đẩy hắn một cái, chen mình đứng trước. Ngươi tưởng ngươi làm người ta vừa lòng lắm chắc. đâu ra cái quyền ở đâu chọn ba lấy bốn vậy? Bởi vì hôn sự này Kim Tử Hiên vốn không có hảo cảm với Vân Mộng Giang thì cũng đã không ưa cái cách sống và hành động của Ngụy môn Điện từ lâu. Hơn nữa sự này cũng tự nhận mình luôn vượt bậc trong đám tiểu bối, chưa bao giờ bị người khác nhìn với vẻ khinh thường như thế. Thoáng cái mau nóng dâng trào bật thốt lên: nếu cô ả không vừa lòng thì ngươi cô ả hủy cái hôn ước này đi. Tóm lại là ta không thèm cái vị sư tỷ tốt đó của ngươi đâu. Ngươi thích thì ngươi đi mà tìm cha của cô ấy mà đòi. Không phải lão ta đối xử với ngươi còn thân hơn cả con ruột hay sao? Ánh mắt giang trừng ngưng lại. Ngụy vô tiện không nhịn nổi cơn giận. Nhào người lên, nhấc nắm đấm mà đấm. Kim Tiểu Hiền đã sớm đề phòng sẽ bị hắn gây sự. Nhưng không ngờ tới, hắn lại nổi loạn lẹ đến thế. Lại còn chưa dứt đá sông tới. Nửa mặt bên, chúng một đấm tê dần không nói một lời lập tức đánh trả trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia giang phong miên và kim quang thiện cũng từ vân mộng và lan lăng tới côn tô ngay trong ngày hôm ấy hai vị gia chủ liếc nhìn hai người đang bị phạt quỷ, rồi tới trước mặt lam khải nhân ăn một chàng mắng chửi thậm tệ cùng lo mồ hôi chào hỏi vài câu giang phong miên liền đưa ra ý đồ hủy bỏ hôn ước lão nói với cả kim quang thiện Hôn nước này vốn là do mẫu thân nó cố chấp ra. Ta chưa hề đồng ý. Bây giờ xem ra đôi bên cũng không vui vẻ lắm. Hay là đừng nên miễn cưỡng. Kim Quang Thiện lấy làm kinh hãi. Có hơi ngập ngừng. Dù có thế nào hủy bỏ hôn ước với một đại thế gia khác. Trung Quỳ không phải việc gì tốt. Lão nói. Ờ trẻ con thì cái gì biết đâu. Tụi nó cãi nhau là việc của tụi nó. Phong Miên Huynh à. Ngươi và ta đừng để ý tới làm gì. Gia Phong Miền nói, Kim Huynh, tuy chúng ta có thể đính hôn giúp tụi nó, nhưng không thể thay tụi nó thực hiện hôn ước được. Dẫu sao sau này, người sống chung với nhau một đời chính là bản thân tụi nó. Chuyện hôn sự này vốn chẳng do Kim Quang Thiện định ra. Nếu muốn thông gia với cả thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang Thị cũng không phải là lựa chọn duy nhất và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là không dám cái lại ý của Kim Phu Nhân mà thôi nếu do Giang gia chủ động nhắc tới, Kim gia là nhà trai, không lo lắng nhiều như nhà gái, cần gì phải đây đưa. Huống hồ Kim Tử Hiên gần đây luôn bất mãn với cả vị hôn thê Giang Yếm Ly này, lại biết chứ, suy tính một phen, Kim Quang Thiện nên đánh bảo đáp ứng chuyện này. Lúc này, Ngụy Bưu Tuyện còn không biết mình đã đập tan cái gì, quỳ lên cục đá trên đường do Lam Khải Nhân chỉ định. Giang trưởng đi tới, trầm trọng nói người cũng thiệt tình quỳ quá nhỉ ngụy vô tiện nhìn cô hơi hả hê ta hay quỳ mà Đâu phải ngươi không biết nhưng cái thằng kim tử hiên được chiều chuộng từ bé kia chắc chắn là chưa từng chịu quỳ rồi hôm nay không cho nó quỳ tới kêu cha gọi mẹ ta bỏ họ ngụy luôn giang trường thoáng cúi đầu nói khẽ phụ thân đến rồi ngụy vô tiện sư tỷ có đến không giang trường nói tỷ ấy tớ làm gì? Coi ngươi làm tỷ mất mặt thế nào hả? Nếu tỷ ấy tới, lẽ nào lại không tới đưa thuốc cho ngươi? Ngụy vô tiện thở dài một hơi. Nếu sư tỷ tới, mắng tao vài câu thì tốt rồi. May mà ngươi không có ra tay. Giang trưởng nói. Ta muốn ra tay đó chứ. Nếu không phải do bị ngươi đẩy ra, giờ cái má bên kia của Kim Tử Hiên cũng khỏi nhìn ra luôn rồi. Ngụy vô tiện đấm đất cười nói cái mặt không đối xứng kiểu đó còn xấu hơn nữa mà ha <laughs> ha thiệt tình ta nên để ngươi ra tay mới đúng ta đứng kế bên nhìn như vậy không chừng giang thúc thúc sẽ không đến đâu cơ mà đành chịu không nhịn được giang trừng hừ một tiếng nói khẽ người nghĩ hay lắm ngụy Bưu tiện nói câu này cũng chẳng qua là nó thuận miệng mà thôi nhưng tâm trạng của hắn ta lại hết sức phức tạp hắn ta rõ ràng trong lòng đây không phải là lời nói dối Xưa này Giang Phong Miên chưa từng bởi vì bất cứ chuyện gì của hắn ta mà chỉ trong một ngày đã bay tới những gia tộc khác. Dù là chuyện tốt hay xấu, việc lớn hay việc nhỏ, chưa từng có. Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt hắn ta buồn bực u sầu, tưởng hắn ta khó chịu vì Kim Tử Hiên bẻ nói. Người đi đi, đừng ở lại với ta nữa, lỡ đầu làm mong cơ lại tới nữa, người sẽ bị tóm đo. Giang Trừng cảm thấy kinh ngạc, ý tới làm gì, ý tới gặp ngươi. Quỳ vô tiện nói, ai mà biết, có lẽ thúc phụ của y gọi tới để coi ta quỳ ngoan không mà. Giang trưởng, vậy lúc đó người có quỳ ngoan không? Ngụy vô tiện, lúc đó ta đang quỳ, chờ y đi một khúc rồi, ta liền cầm cành cây, cúi đầu đào một cái hố kiến lên. Là cái đống cạnh chân người đó, chỗ ý có hàng kiến kia kìa, ta làm mãi mới được. Chờ tới lúc y quay đỏ lại, thấy vai ta run run, chắc chắn sẽ nghĩ ta đang khóc đi lại đây hỏi ta. Người thiệt nên chứng kiến cái vẻ mặt của y khi chúng thấy cái hang kiến lúc đó. Giang trưởng, có lẽ người màu nên cút về vân mộng giang thị đi. Ta thấy y vĩnh viễn cũng không muốn ngó thấy cái bản mặt của người nữa đâu. Thế là buổi tối hôm đó, người vô tiện đã thu dọn đồ đạc, đi cùng Giang Phong Miên cút trở về vân mộng giang thị.